Con cần cuốn sổ tay này, nhưng nó không vừa với ba lô của mình. Ba ơi, giúp con được không? Giúp hả? Dễ thôi. Cuốn sổ tay đây. Ba lô có luôn. Để ba lo việc này cho. Ủa, chuyện này hơi kỳ quặc rồi đây. Con không còn ba lô đi học nữa rồi. Con đừng buồn mà. Ba, ba cũng phá lô nhà bí mật của con rồi. Ba đâu có cố ý đâu. Chuyện gì vậy con? Con yêu đừng khóc mà. Ba sẽ sửa lại thôi. Nghĩ đi Bruce. À, có ý tưởng rồi. Đo chiều rộng của nó. Mình sẽ làm một chiếc ba lô hình dạng một căn phòng bí mật. Sẽ làm ở đâu bây giờ ta? Có khá nhiều chỗ trống ở đây. Mình sẽ đánh dấu bằng bút gì? Ồ, chiều rộng bao nhiêu quên rồi ta. Hình như là như vậy. Quá tuyệt. Việc xây dựng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Bản vẽ thiết kế có rồi. Cái đó ổn đó nha. Đây là một thử thách mà mình sẽ thực hiện nó. Giờ mình sẵn sàng rồi. Đến lúc làm nào. Hả? Em đã làm phần khung rồi à? Cái này cũng dễ mà. Làm tốt lắm. Em quên làm gì rồi nè. Vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm. Bộ anh phải làm lớn tiếng mới được hả? Tiếng ồn gì thế? Trần nhà muốn sập luôn rồi kìa. Phải dừng lại thôi. Sao mình không chuyển vào một ngôi nhà nhỉ? Bruce, có chuyện gì vậy? Hàng xóm à, cậu đúng lúc lắm. Mình cần giúp một tay. Giữ thanh gỗ đi nè. Giữ chặt vào nha. Ồ, ai gọi mình thế nhỉ? Chân mình. Cậu có sao không? Đợi đó, mình sẽ đưa cậu về nhà. Mong là nó không gãy. Bình tĩnh đi nào. Mình mượn cái này nha. Cái chăn này sẽ là một cái tường tuyệt lắm đây. Cố định nó lên nào. Cái này sẽ hợp lắm nè. Hay lắm. Và bức tường đã xong rồi. Em thích lắm luôn. Anh cũng vậy. Nhưng biết gì không? Anh nghĩ đến giờ nghỉ trưa rồi đó. Em sẽ trở lại ngay. Bữa trưa đã sẵn sàng. Nhìn ngon quá đi. Mời vào. Nhưng không có chỗ cho em ngồi rồi. Để anh nghĩ. Biết rồi, chờ anh một lát nha. Hàng xóm ơi, có phiền nếu như mình mượn vài quyển sách được không? Có lẽ mình sẽ lấy hết luôn. Và cả cái này nữa, cảm ơn. Anh định đọc hết đống đó à? Có đâu. Anh sẽ biến chồng sách này thành một cái bàn. Giống vậy nè. Chắc sẽ lâu lắm đây. Cái bàn xong rồi. Đồ ăn đâu rồi nhỉ? Ủa, em ăn phân nửa rồi. Phần còn lại của anh đó. Quên nữa, em có chuyện phải đi rồi. Bữa trưa bị hủy rồi. Băng keo sao? Mình có một ý này nè. Jane em yêu, ba có bất ngờ nè. Mở mắt ra đi. Một chiếc ghế xích đu. Thấy tuyệt không nè? Ủa, có một cách an toàn hơn nè. Xin chào, mình muốn đặt hàng. Và đây là chiếc ghế mây này. Nhưng em không có cách để treo nó lên. Cao quá đi. Cần giúp đỡ à? Để anh cho. Chặt rồi đó. Thoải mái không em? Tuyệt quá à. Em nhớ ra một cái này. Mình cần ga trải bàn. Mình có nên làm một cái nóc nhà không? Nóc nhà sao? Được đó. Trải lên nóc nhà nào. Giờ thì bên ngoài nhà nhìn đẹp hơn nhiều rồi. Làm tốt lắm. Em mệt quá à. Em cần nghỉ một lát. Ồ, cái gì đây? Bút chì sao? Sao nó lại ở trên ghế chứ? Nó cho mình một ý tưởng hay nè. Mình sẽ vẽ phác thảo một bút chì trên vải. Thêm màu sắc vào. Một vài trang trí. Nhiều vào. Nhiều đó đủ không? Chắc chắn rồi, cảm ơn nha. Xong. Một cái gối hình bút chì đó hoàn thành. Vẽ trên tường là thứ hay nhất mà mình từng làm. Dừng lại đi. Anh làm cực nhọc lắm đó. Đỡ nè. Đấu với anh đi. Sao? Đấu với anh luôn. Anh có đai đen trong môn đấu gối đó nha. Ủa, Josie, con có sao không? Ba mẹ bị gì vậy? Tại anh hết đó. Ồ, mình phải sửa lại mọi thứ. Đây nè, mặc đi. Sẽ thấy ấm hơn đó. Cảm ơn, nhưng chưa đủ để xin lỗi đâu. Được rồi, tin nhắn này là cho em đó. Em bối rối quá. Nó không có nghĩa gì cả. Nếu em bẻ đôi nó thì sao? đưa em mấy miếng nốt đó đi. Em sẽ làm thành một chuỗi đèn. Xong rồi nè. Wow, hãy trang trí tường bằng các ngôi sao này đi. Các đèn này tạo một không khí thoải mái đó. Ruth, đống đồ này để ở đâu đây? Anh nghĩ là sẽ cần một cái kệ tủ. Để anh lo nó cho. Ok, mà làm nhanh lên nha. Cái này phù hợp để làm kệ tủ nè. Nhìn bình thường quá đi. Giờ em nghĩ sao nào? Một cái kệ hình cây thước. Mọi thứ đã để đúng nơi rồi. Hãy chụp một tấm hình để ghi nhớ nào. Tất nhiên rồi. Đây là nơi ta sẽ để những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Ví dụ như là đêm coi phim nè. Hoặc là cùng nhau xây nhà. Bạn của Josie và thú cưng của con nữa. Ngay cả kỳ lân cũng ở đây. Và chỗ này thì trống quá à. Phải thêm thứ gì đó. Anh biết phải thêm gì rồi đây nè. Chào hàng xóm nha. Đi ra chỗ khác đi. Một bức hình vui nhộn đã có rồi đây. Thật à? Đây là hàng xóm ở dưới nhà. Cậu ấy thích gia đình mình mà. Em không chắc về điều đó đâu. Anh nghĩ thế nào về trần nhà? Anh nghĩ là mình có thể trang trí tốt hơn. Anh sẽ trang trí thêm phần góc cạnh. Bật đèn lên nào. Trần nhà là một bầu trời đầy sao. Wow. Em có tay cầm đây nè. Để nó lên trần nhà đi. Đưa anh xem. Có vẻ như nó hợp đó nha. Giống hệt như một chiếc ba lô vậy. Quên nữa, đồ chơi yêu thích của Josie. Và đồ ăn vặt nữa. Mình đói ghê. Nhiều đồ chơi quá. Nên để ở đâu bây giờ? Có khá nhiều chỗ trống ở trên tường nè. Mình sẽ cần cái vỏ gối. Và xong rồi. Ta sẽ làm nó thành một túi để đồ chơi. Đưa anh đồ bấm đi. Cảm ơn. Xong rồi nè. Giờ thì để đồ chơi vào thôi. Đừng quên con gấu bông nha. Có đủ chỗ cho mọi người mà. Anh xứng đáng có một phần thưởng. Em tốt quá đi. Anh có một ý tưởng mới nè. Chừa lại cho em vài miếng với. Cái hộp đựng đồ ăn vặt trở thành một cái đèn. Đẹp quá đi. Để xem căn phòng bí mật ba lô này thiếu gì nữa. Ta cần một cái cây kéo. Ta sẽ hoàn thành ngay thôi. Xong rồi. Kéo khóa nó lại nào. Mềm mại quá. Anh nghĩ một vài miếng dán trang trí sẽ hợp đó nha. Josie thích cầu vồng lắm. Cả kỳ lân nữa. Mọi người ai cũng thích kẹo cả. Đến lúc kêu Josie rồi. Con yêu à, có một món quà từ ba mẹ nè. Wow, một chiếc ba lô khổng lồ mềm mại. Không thể tin được. Nó không chỉ là một chiếc ba lô thôi đâu. Có một căn phòng bí mật trong đó nữa. Đây đúng là căn nhà tuyệt nhất mà. Một chiếc ghế xích đu và đồ chơi. Và một cái kệ để đồ yêu thích của con nữa. Con cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ là nhất. Yêu ba mẹ nhiều. Ba cũng vậy. Một miếng thảm với các công thức sẽ hữu dụng lắm đó nha. Cảm ơn ba. Và một chiếc ba lô mới. Con có thích không nào? Tuyệt quá à. Chụp hình đi ha. Cười lên. Ồ, đến giờ rồi. Phải đi làm thôi. Đồ ăn đây. Bọn trẻ sao mà quậy quá vậy? Không được chạy. Không được làm ồn. Chúng nó không chịu ngồi yên dù chỉ một giây. Kỳ nghỉ này, tụi con muốn đi đến nơi này. Xin mẹ đó. Ý hay nha. Nhưng mà mẹ không đủ tiền. Khoan đã, mình cũng không đủ luôn rồi. Kỳ nghỉ bị hủy rồi. Đi mà, tụi con muốn đi lắm. Con có sẵn vali rồi nè. Hết cách rồi. Gì thế kia? Cái vali có thể làm thành một căn phòng bí mật hả? Phục vụ à? Chuyện gì vậy hả quý khách? Giúp bọn mình làm phòng bí mật đi. Được, nhưng không miễn phí đâu nha. Tụi mình chỉ còn nhiêu đây thôi à. Ít quá nhỉ. Nhưng mình nghĩ là đủ rồi. Tiệm cà phê đóng cửa. Bắt đầu xây thôi nào. Mắt kính bảo hộ rất quan trọng đó nha. Chúng ta cũng nên thay đồ đi. Quần áo này không hợp cho lắm. Trước hết, dọn để có chỗ trống cái đã. Đẩy thôi. Cái bàn này nó nặng quá à. Chúng ta cần giúp đỡ. Để mình lo cái đó. Đẩy đi. Không được rồi, nó khó hơn mình nghĩ nhiều đó. Chúng ta cần nghĩ một tí, đúng vậy không? Đúng vậy. Khoan đã, cái bàn đâu rồi? Cậu có nhìn thấy nó không? Mình nghĩ là tụi mình làm nhiều quá rồi. Chúng ta sẽ tự làm chỗ trống cho căn phòng bí mật của mình. Dời đi hết các đồ không cần thiết. Sẵn sàng, ta làm được rồi. Các con tự làm mà. Làm tốt lắm. Mình tìm thấy vài tấm gỗ này nè. Ta có thể làm thanh khung đó. Chúng ta không cần cái bàn này nữa. Ta sẽ tìm cách khác để dùng các tấm gỗ này. Cậu chắc chứ? Tất nhiên rồi. Giờ để mình làm việc nha. Và bánh hamburger ngon lành đã xong rồi nè. Thật đấy à? Muốn thử không nè? Không, mình ổn. Ngon ghê. Tụi con cũng muốn làm nữa. Không được đâu. Các thứ này không phải đồ chơi. Đây nè, dùng búa bơm hơi đi. Còn con dùng cây cưa này đi. Hả? Giờ thì ai cũng an toàn rồi. Đỡ nè, chạy thôi. Ồ, nhìn chúng nó đùa giỡn kìa. Việc xây dựng đang bắt đầu. Cây khoan là của mình. Wow, cái khung đã hoàn thành rồi. Các con thấy sao hả? Wow, tụi con sơn được chưa? Con sơn xong rồi nè. Con cũng vậy. Tốt lắm các con à. Ta hãy phủ vải lên nó nha. Wow, đẹp quá vậy ta. Đến lúc trang trí rồi. Đây là các đồ trang trí và đèn tốt nhất bây giờ đó. Mình đâu nhất thiết phải tự mình trang trí phòng đâu. Đúng vậy, ủy quyền lại cho tụi nó đúng là đúng đắn mà. Đèn đã có rồi nè. Chúng ta có thể đặt poster lên được chưa? Được chứ con yêu. Nó sẽ được treo đầy các tấm poster mà mình yêu thích. Mình tìm thấy ván trượt nè. Nó trang trí trong phòng được đó. Yeah. Và ghế mềm mại nữa nè. Phòng của chúng ta sẽ tuyệt lắm. Các con ở đây à? Bữa trưa có rồi đó. Đi ăn thôi nào. Để tụi trẻ con làm sao? Chán cậu thật đó nha. Có ý này nè. Mình sẽ trang trí căn phòng với cầu vồng. Xong xuôi. Thích không? Mình phải nghe cuộc gọi đây. Khẩn cấp đó. Ta nên nghĩ ra cái gì đó mới tiếp theo. Đúng rồi, ví của mình đâu rồi ta? Chắc sẽ có gì đó hữu dụng đây. Một cái chăn bông êm ái đúng là thứ mà mình cần. Và cái gối nữa. Hay hơn nữa, một đống luôn nè. Đó là thứ ta đang cần đó. Mấy thứ này hay đó nha. Ai mà ngờ được. Các con à, tụi nó không chịu dừng lại. Mẹ ơi, chơi đi nào. Đây nè, giải cục Rubik này đi. Và hãy giải nó xa chỗ này ra giùm mẹ nha. Mẹ ơi, con giải không được. Giúp con với. Ừ, nếu mà mẹ biết cách giải. Bắt đầu từ đâu đây? Biết rồi nè. Con nghĩ thế nào về trò chơi mới này? Wow, trò này vui thật đó. Giờ thì ai cũng hạnh phúc cả. Mình phải nghĩ ra thứ gì đó độc nhất. Biết rồi. Làm một đám mây bằng bông đi. Trông cũng khá đẹp đó nha. Ủa sao vậy? Mình hết nước mất rồi. Chào. Làm được rồi. Đừng làm như vậy nữa nha. Được thôi. Mình biết cách làm để điều đó là lần cuối cũng sẽ xảy ra. Một nơi pha chế nước là thứ mà nơi này đang thiếu. Mình sẽ cố định thanh gỗ ở đây. Vẽ hàm cá mập trên tường. Nước đã có rồi. Chào mừng. Cậu có thích không nè? Thích lắm ạ. Nước này ngon ghê. Cảm ơn chú nhiều. Hả? Tại sao lại như vậy? Cố lên, chạy đi. Trái, phải. Không được rồi. Các con chơi máy tính bảng nhiều quá vậy. Mình biết phải làm gì rồi nè. Mẹ có ý định gì vậy nhỉ? Mẹ có sách nè. Nó thú vị lắm đó. Các con sẽ thích nó thôi. gán bèo à. Các quyển sách cần có cái kệ. Và mình đã tìm thấy cái tường thích hợp rồi nè. Xong xuôi. Các quyển sách có chỗ để rồi đó. Hay đó. Bắt đầu với cuốn sách này đi. Sao? Bất ngờ thật đó. Đó là cách cô ấy tìm được bạn thân cho mình. Tụi nó đọc xong cuốn sách rồi. Dễ thương ghê. Làm tốt lắm. Mẹ đi rồi. Lấy máy tính bảng ra đi. Mẹ ơi, xem con tìm được gì nè. Nhưng con không biết nó là gì cả. Ồ, đó là đĩa CD đó. Mẹ làm gì với nó vậy? Ném nó hả? Không, bọn họ dùng để nghe nhạc. Mẹ có ý này hay lắm nè. Ta sẽ dán các đĩa CD lên chuỗi dây này nha. Voila, giờ chúng ta có đồ trang trí đẹp rồi. Thế nào? Đẹp đó mẹ. Để thêm quả bóng disco nữa. Hay đó. Lên tiệc nào. Các cháu à, bình tĩnh đi. Chú đang bận ở đây mà. Đủ rồi đó. Mình có ý này. Giờ mỗi đứa đều có một cái rổ nè. Đây là các khối đá. Ai mà ném vào nhiều hơn thì người đó sẽ thắng nha. Cảm ơn. Trò chơi kết thúc. Bạn ném phi tiêu có rồi đây. Ai sẽ chơi? Thôi, không vui gì cả. Sao? Còn cái này thì sao? Người thắng sẽ có phần thưởng. Giờ muốn chơi chưa? Oh yeah. Hụt rồi. Mình sẽ thử lần thứ hai. Lại hụt nữa rồi. Không. Được rồi nè. Phi tiêu của ai vậy? Phi tiêu của ai ném trúng thế? Ủa cậu? Hay mình? Thật sao? Được thôi. Đi ra đi. Phần thưởng là của ta. Tại sao lại xảy ra như vậy được? Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Với kỹ năng xây dựng của mình thì đó là điều kỳ diệu đó. Xin lỗi vì sự bất tiện nha. Mình đã tính toán mọi thứ một chút. Và đây là hóa đơn cho công việc đây nè. Wow, chúng ta nghèo rồi. Ủa, cái gì thế kia? Ở đâu? Josie, tới giờ tắm rồi. Lẹ lên nào. Con không muốn. Chúng ta có đồ chơi bồn tắm. Cùng chơi bóng nha. Bắn vịt nè. Chán ngắt. Phòng tắm rất là vui. Chúng ta sẽ chơi trò công viên nước. Không, để con yên đi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh có kế hoạch này nè. Ồ, em hiểu rồi. Tuyệt vời, chúng ta bắt đầu luôn nha. Áo khoác, nón bảo hiểm, sơn và dụng cụ. Áo choàng, khăn tắm, mặt nạ mắt, bọt tắm. Anh đi đâu đó? Tới công trường trong bồn tắm. Ủa, để em đi thay đồ. Để xem showbiz có gì mới. Bruce, cẩn thận chứ. Anh xin lỗi. Dọa em hết hồn mà. Ồ, bánh quy. Cho anh xin miếng nha. Anh cố gắng lên. Miếng gỗ này phải cắt thêm mới được. Hả? Cưa hỏng rồi hay sao? Ai làm đây? Em à, anh đang cắm điện máy cưa mà. Anh cưa sao đi? Phản gỗ để ở đây. Dụng cụ thì ở đây. Mình sẽ cưa bớt. Phải ngắn hơn nữa. chiếc thang. Một bậc nữa. Đẹp và chắc chắn. Và cả chăn và nệm. Hoàn hảo. Mình sẽ biến rèm nhà tắm thành cánh buồm. Bạch tuộc, cậu làm thuyền trưởng nha. Wow, Rose, tuyệt vời quá à. Còn thiếu một chút nữa nè. Em sẽ biến khăn tắm thành tấm thảm mềm mại. Được đó. Nhìn em có gì nè. Cùng trang trí tường với hình dáng đại dương nha. Chưa xong đâu. Đèn LED. Và chiếc thuyền để hoàn thiện không khí biển. Chúng ta cần bánh lái ở đây. Và bồn tắm đã biến thành chiếc tàu cướp biển. Ra khơi. Đây là gì? Chính là vua của các tiên cá. Chào người đẹp. Thả neo đi. Có ngay. Em yêu, ổn không đó? Anh đang giơ bao nhiêu ngón tay đây? Rose, em vừa mơ giấc mơ tuyệt vời. Mệt quá đi. Phải ăn rồi nghỉ ngơi chút cái đã. Em cần túi bánh này. Nhưng mà anh đang đói. Anh thấy sao hả? Đây là gối nước. Vừa mềm, vừa thoải mái. Thêm nó vào bộ sưu tập gối nha. Đẹp quá. Xem em tìm được gì nè. Sách tô màu. Anh có bút dạ đây. Anh không hiểu. Chúng ta sẽ tô màu cho bồn tắm. Mình vẽ hình ra đây. Và bồn tắm sẽ biến thành cuốn sách tô màu khổng lồ. Chúng ta thật ăn ý mà. Cầu trượt đã xong rồi. Sẽ không lo bị đổ đâu. Và bây giờ chuyển sang phần kiểm tra thực tiễn nha. Đừng làm chúng ta thất vọng đó ha. Hãy thử trượt cầu trượt đi nào. Và ta sẽ quay phim rồi đăng lên trên YouTube nha. Sao mà lâu quá vậy nè. My còn chậm hơn con rùa nước nữa. Bắt đầu thế nào. Dán miếng wax. 1, 2, 3. Toàn là dầm gỗ. Miếng gỗ ngu ngốc. Mình có ý này nè. Một cái nữa. Xong. 1, 2, 3. Coi nè. Hết dầm gỗ rồi nha. Rose đâu rồi ta? Ảnh quên áo khoác nè. Một cỡ ai cũng vừa. Mình mặc đẹp đó chứ. Và nón bảo hiểm. Mình chính là Rose. Mình thông minh hơn. Dùng bọt cạo để làm bộ râu luôn. Wow, dụng cụ. Mình là Rose, người duy nhất biết dùng dụng cụ này. Samantha, em sẽ làm hỏng cái búa mất. Cất nó đi. Cô ấy còn làm râu nữa chứ. Đúng là ngộ thiệt. mở mắt ra nào. Ngạc nhiên chưa? Con sẽ quay lại ngay. Con đi đâu vậy? Con gái không thích sao? Con cầm đồ chơi vô nè. Để nó ở đây thay cho mấy chai dầu gội. Tuyệt vời. Tạm biệt ba mẹ. Con có thể tự lo được. Bọt thơm, súng nước. Và bây giờ mình sẽ tô màu các sinh vật đại dương. Thật không muốn đi chút nào. Wow, đây là gì? Gối nước. Không biết bên trong thế nào ta. Josie, con chuẩn bị ra ngoài chưa đó? Dạ con chưa. Thành công rồi.